Úc Như xin chào cả nhà. Úc Như cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ cho Úc Như. Sáng Úc Như đưa Lena đi học thì giờ này là mới có 7:20 á cả nhà. Mà ngay đây là sương mù mà lại có cái này chiếu lên nhìn thấy rất là đẹp á cả nhà. Tại tối thì lạnh, sáng lên thì còn sương mù vậy nè, hồi cái là chưa chưa cái là ấm lên được một chút, chiều thì lại lạnh nữa. Lena đã đi vô trong lớp, Lena ngay bên đó đó cả nhà. Đó, Lena vô trong lớp rồi. Rồi thì cũng như thấy cái này đẹp quá, như quay này nè. Bây giờ mà đi đâu đó là hả, sương mù trong mắt ấy. Sương mù quá sát chừng. Rồi bây giờ cũng như sẽ đi ra. Kỳ này sáng cũng đi theo đưa Lena đi học. Sáng cũng đưa Lena đi học. Ô, con mèo kìa. Con mèo của ai kìa. Đó. Còn ở bên cái mé bên đó đó là bên đó là cái chỗ mà North Park, là một cái park lớn ở trong đó đó cả nhà. Ở trong đó cũng nhiều người, người ta đi ra, nhiều đứa nó đi học, nó đi bằng xe đạp á cả nhà. Ở đây mà xe đạp mình chạy á ha, mà trời mà tối tối á mình phải mở đèn hết cả nhà. Mình không mở đèn thì cảnh sát mà thấy thì sẽ phạt hết cả nhà. Nhưng mà giờ này ban ngày thì cũng không cần thiết, nhưng mà ban đêm á phải mở đèn. Nhưng mà giờ này ban ngày không cần thiết, nhưng mà có nhiều người người ta cũng mở. Bây giờ thì ông Như sẽ đi đổ cho về. Ba đi, đi đây là ba đi. Bây giờ thì ông Như đi hả, sớm nha lắm. 7:10. 7:10 là ông Như hả đưa Lena đi. Đừng cho con Kiên nó đi theo nó đó cả nhà. Nên phải đi sớm một chút. Tại vì Lena là 7:50 là Lena phải vô trường, vô lớp. Nhưng mà 7:40 là Lena phải lại cái đó, đang đứng ngay cái chỗ mà ở ngoài sân á, tập trung ở đó ngoài sân, xong rồi 7:50 bắt đầu ông thầy ông cho vô. Không sao, ba đi, ba đi, ba đi, không về hay là không đi ngang này nè. Cái này mình muốn đi ngang nào mình đi rồi ha cả nhà. Con chó này nè cả nhà, mà Út Như mà dắt qua bên cái mé sông ở bên đó hả, là bên nhà Út Như đó ha, là bên đây không có được thả cái dây ha, mà đi qua mé bên sông bên kia được thả dây nó ra, nó rất là thích cả nhà. Nó chạy, nó chạy hả, nó sướng luôn. Nobody come to get invited. Hi, này 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 này, nick in the như muốn băng qua lộ băng à. Không son, nicht bleiben. Vata, đi, mama nói vata. Không có người thì cũng như sẽ để cái dây nó ra dài dài một chút á cả nhà.
cho nó đi cho nó thoải mái. Còn nếu mà có người ta thì Úc Như phải thâu cái dây ngắn lại. Cái này mà qua mấy sông mà không có dây là nó chạy đã luôn. Rất là thích. Người ta có những cái chỗ mà người ta gào lại để mà cho chó mình vô đó chạy vòng vòng á, nhưng mà nó lại vô đó nó không chạy. Chỉ có qua bên mấy bên sông kia trống hết trơn thì nó chạy. Nó có những cái chỗ đậu xe vậy đó cả nhà, xuống vậy đó. Bà đi, bà đi. Hiền, water here. Nước chấm sốt này. Water. Yeah, water up mama here. Cứ đi tè tè trước không à? Ăn cỏ nữa. Cái con chó này của Úc Như đó cả nhà, là mỗi một năm đóng thuế nó là 106 đồng, thì khoảng chừng 100 euro đi ha. Thì mỗi một năm mình đóng 100 euro là chừng 2,6 triệu á cả nhà. Là chó này là rẻ nhất đó nha cả nhà. Ở cái vùng của Úc Như đó, chó này là đóng vậy là rẻ tiền nhất. Còn mà mấy con chó mà bạc ghê hoặc là chó bự hơn nữa đó, nó tùy theo cái loại chó. Chó nào mà nguy hiểm thì mình càng đóng mắc tiền nữa cả nhà. Nhưng mà con chó này thì cũng như chỉ đóng có 100 đồng, đó là 2,6 triệu thôi. Thôi mà đi. Mỗi một năm. Cái đó là cái tiền bắt buộc, ai còn mà nó có nuôi chó cũng phải đóng thuế ha cả nhà. Đó là xe người ta chạy ở ngoài. Thôi cứ ăn cỏ không à. Không. Again. Buddy. Buddy, come. Cứ mà đứng lại là ăn cỏ, thoải mái luôn. Quên đường về luôn. Ăn cỏ là quên đường về luôn. Mà nó ăn cỏ cả nhà, không phải cỏ nào nó cũng ăn, nó phải lựa đó nha, nó làm cho nó lựa cái đọt non hay làm sao á. Nó mới ăn nó đó. Đó cả nhà thấy không? Nó ăn nó phải hửi nó lựa kìa. Chứ không phải là cỏ nào nó cũng ăn đâu. Nó hửi hửi nó lựa cái cỏ nào đó nó non non nó mới ăn. Ăn mà cũng phải lựa nữa đó. Lena đi học ở ngay đây thì trường cấp 2 ở đây thì rất là gần. Có nửa đường của cái trường cấp 1 hồi lúc trước hả cả nhà. Lúc trước cái trường cấp 1 đi gấp đôi lần. Bây giờ cái trường cấp 2 này đi một chạm xe là tới rồi. Úc Như xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ cho Úc Như. Cả nhà giữ gìn sức khỏe, bình an nha cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà. Come on, begin. Mama again now.